Chào mừng quý vị khán giả đang đến với một trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị khán giả, cánh đàn ông trong những cuộc vui thì thường rỉ tai nhau, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Ý để ám chỉ đến những mối quan hệ không nên dính vào nếu như không muốn những rắc rối xảy ra trong cuộc sống của mình. Thế nhưng, nói thật là cảm xúc của con người thì đôi khi cũng không thể nào điều khiển như một cái máy được. Chính vì vậy cho nên có những cái mối quan hệ không nên có nó đã xảy ra và làm cho người trong cuộc cảm thấy không biết phải hành xử ra sao và cũng không biết phải đối diện với những rắc rối như thế nào. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để nói chuyện với quý vị về chủ đề này. Vâng, cho rằng đây cũng sẽ là một chủ đề rất là nhạy cảm nhưng mà chúng ta cũng nên đối diện một cách thực tế bởi vì ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống gia đình của mình. Và hãy cùng gặp gỡ vị khách mời quen thuộc của chương trình để lắng nghe chị với những tư vấn rất là cần thiết trong trường hợp này. Đó là tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bích Hồng. Xin chào chị Bích Hồng ạ. Chào Ốc Thanh Vân và xin chào quý khán giả của chương trình. Đầu tiên thì xin được mời chị Bích Hồng cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư của một vị khán giả nữ giấu tên ở Hà Nội gửi về chương trình. Tôi và chồng tôi lấy nhau được 5 năm, đã có một bé gái xinh xắn. Chồng tôi là người rất mê công việc và vì công việc mà chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Anh đi suốt, có khi mấy tháng mới về nhà được 1-2 ngày. Nhà chỉ có hai mẹ con nên những khi có việc nặng hoặc là phải sửa chữa điện nước thì tôi thường nhờ anh Hắc, người bạn thân của chồng mình đến giúp. Từ đó, Hắc thường lui tới giúp đỡ hai mẹ con tôi, chăm sóc tôi và con tôi rất chu đáo. Tôi cảm thấy vui và bớt trống trải. Cứ như vậy, dần dần tôi cũng có tình cảm với Hắc lúc nào không biết. Tôi biết có tình cảm với bạn thân của chồng là một điều ngàn lần không nên. Vì vậy mà dạo gần đây tôi có ý né tránh Hắc, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy trong lòng rất bối rối vì không biết thực sự mình phải làm như thế nào đây. Chị Bích Hồng gật gù rất là nhiều sau khi nghe lá thư vừa rồi. Thực ra thì cái câu chuyện này trong thực tế đang xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh là công việc của xã hội nó hấp dẫn và nó lôi cuốn chúng ta bước ra bên ngoài. Và đôi khi vợ hoặc là chồng vì cái lý do kinh tế mà mình buộc là mình phải sống xa nhà, rồi xa cách nhau. Rồi ông bà mình có cái câu là xa mặt cách lòng. Nó lại có cái câu nữa là lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Thì những cái quy luật về tâm lý đó chắc chắn nó sẽ tác động vào những cái dạng gia đình như thế này. Vâng ạ. Thế thì theo chị Bích Hồng thì ngoài cái vấn đề về địa lý đi, về cái khoảng cách đi và cái điều kiện công việc cũng như cuộc sống là buộc họ phải sống xa nhau như vậy thì nó dễ xảy ra những cái đúng rồi, những cái tình huống để cho lửa phải gần rơm đó. Thì ngoài ra thì còn có những cái nguyên nhân nào khác? Nếu mà nói về nguyên nhân thì có thể nói là muôn vàng. Nếu mà mình nhìn về bản chất á thì mình có thể thấy nó có một vài điểm chung. Cái điểm thứ nhất đó là do cái việc là chúng ta không hài lòng về cái người bạn đời của mình. Cái sự không hài lòng đó mình không thẳng thắn mình trao đổi với nhau, nó cứ tích lũy mà nó lạ. Vậy là chị Bích Hồng, tức là khi mà mình mới cưới nhau thì mình cũng không phải là mình thấy không hài lòng đâu, đúng rồi, nhưng mà sau một thời gian tự nhiên mình cảm thấy mình không hài lòng hay cái là chuyện đó bình thường, con người mình giống như không bao giờ là đủ, thành ra mình cứ muốn người ta cứ phải tốt hơn, hơn mình yêu cầu quá nhiều. Một phần là trước khi mình cưới nhau mình không thấy những cái nhược điểm mà chắc chắn nó phải có ở bất kỳ người nào, nhưng mà khi mà về sống chung á thì tất cả những điều đó nó sẽ bộc lộ ra. Và hơn nữa là khi ta về sống với nhau rồi thì chúng ta không cần phải giữ gìn ý tứ với nhau nhiều, thành thử ra là nó để lộ ra những khiếm khuyết. Rồi đến một lúc nào đó thì là chúng ta thất vọng về cái người bạn đời của mình đó, và vô tình là cái người bạn thân á họ xuất hiện. Rồi bên một bên là mình có những điều phiền muộn, mình rất là sẵn sàng để mà mình tâm sự, bởi vì bạn thân mà mình nghĩ là mình yên tâm, mình tin cậy, mình nói cho nhau nghe. Và song song đó thì mình lại nhận được lời an ủi, vỗ về động viên. Mà thường là bạn thân là hay ở sẵn sàng xong rồi nhiệt tình chia sẻ tâm sự và lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng mà cái chuyện khác thì lại liên quan đến cái tâm lý của giới tính. Thí dụ như là đối với người chồng, tại sao anh ấy lại ngả lòng với cô bạn thân của vợ, thì nó lại có một cái điều nữa là người đàn ông thì bao giờ họ cũng thích cái sự ngưỡng mộ, cái sự thần tượng của phụ nữ đối với mình. Sống với vợ lâu ngày rồi vợ thì lại vô tình vợ không bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đó như là trước đây nữa. Đó, vậy thì ở bên cạnh cái cô bạn thân của vợ thì lại cảm thấy là cô rất là đề cao mình. Mà thậm chí là ngay cái điểm rất hay của mình là mình lo lắng cho vợ như vậy thì cô kia rất là cảm kích thì cô vợ lại coi thường. Thí dụ như vợ vậy đã ở chung và sống chung với điều đó nên thấy nó bình thường rồi, và không còn cảm thấy là mình phải thốt lên đúng là anh hay quá, đúng hay là anh giỏi còn quá. Còn cô kia lâu lâu mới gặp mới thấy thì lại thấy là điều đó quá tuyệt vời. Thì từ đó cũng làm cho anh chồng có một sự so sánh và cảm thấy không hài lòng về vợ nhiều hơn. Còn ngược lại, đối với người vợ, người phụ nữ á, thì họ lại cần cái sự quan tâm, lo lắng chu đáo, sự tinh tế. Nhưng anh chồng có khi sống với vợ lâu ngày rồi thôi cũng nghĩ rằng tự vợ lo được, tự vợ làm được. Thì vô tình là cái anh bạn thân của mình lại xuất hiện. Thì nó có những cái điều thiếu trong tâm lý, trong tình cảm của người vợ hoặc người chồng.
Nhưng mà vô tình là cái người bạn thân á, thì họ lại đáp ứng, họ lại bổ sung. Và từ chỗ đó nó khiến cho một lúc nào đó người ta yếu đuối rồi người ta sao lòng á, thì người ta lại bị quyến rũ bởi cái tình cảm mới đó. Khi mà cái mối quan hệ này nó chỉ mới nhanh nhúm thôi, tức là nó xuất phát từ người vợ hoặc là người chồng, người bạn thân thì cũng chưa có phản ứng gì và cũng không có cái sự đáp trả, nó mới bén bén chút xíu thôi, thì lúc đó nên xử lý như thế nào hả chị Bích Hồng? Cũng có nhiều cô vợ họ cũng khá là bản lĩnh ở chỗ là họ sẽ ngầm để ý để xác định thực sự có phải là như vậy không. Đôi khi bán tính bán nghi thôi, hoặc là do mình suy nghĩ tiêu cực, mình quá nhạy cảm, thì sau một cái động tác là mình thầm để mình xác định và mình thấy có nguy cơ thì có khi là cần phải đánh tiếng. Trước tiên là mình cũng đánh tiếng cho người chồng của mình trước để anh hiểu rằng là mình có cảm thấy điều đó, và mình có thể bày tỏ với chồng rằng là em có cảm thấy điều đó thôi chứ em không nghĩ là điều đó có thể xảy ra, nhưng mà thực sự thì em lo ngại. Vì vậy em cũng muốn nói cho anh là để anh giải thích với em rằng là những cái biểu hiện mà có lúc anh nói chuyện với cổ rất là lâu, hai người trò chuyện nhau rất là nhiều, và cũng có khi là em vắng nhà thì cổ đến và anh cảm thấy em cảm giác như là anh rất là vui khi mà cổ xuất hiện như vậy, thì không biết những cảm nhận của em như vậy nó có là quá đáng hoặc chỉ là nó đánh tiếng vâng hả? đánh tiếng thôi chứ mình khoan kết tội đánh trực tiếp luôn là coi như là te tua tơi tả luôn. Đúng rồi, mình đi từng bước một. Yeah. Mình thăm dò thì thường là chồng hoặc là vợ mà thấy người bạn đời của mình có một cái phát hiện thì chắc chắn là họ cũng phải có một cái thức tỉnh đó. Thì nếu ở cái mức độ như vậy mà đã dừng lại được thì chúng ta thấy là ổn rồi. Nhưng cũng có những trường hợp là thức tỉnh rồi nhưng mà vẫn không kiểm soát được. Thì trong trường hợp này thì có khi cô vợ hoặc là anh chồng đó phải can thiệp nhiều hơn bằng cái cách là chúng ta hạn chế những cái tiếp xúc, và chúng ta ngăn trở những cái tình huống mà có thể làm cho sự việc trở nên đậm đà lên. Đó. Và trường hợp cuối cùng là có khi mình cũng cần phải bỏ nhỏ với cái người bạn thân đó. Về cái điều tế nhị này, mình cũng có thể đánh tiếng là hình như ông xã mình lúc này có vẻ... Đó. Thì theo bà tôi nên như thế nào? Đó, đặt đó một câu hỏi như vậy là bên kia chắc khéo. Cũng, phải không cũng sẽ cảm thấy chột dạ liền. Dạ, có nghĩa là tôi cũng đang để ý, tôi cũng đang phát hiện và mình giả vờ như là mình chưa biết đối tượng là ai. Nhưng mà cái cách thức mà mình đánh động như vậy thì cũng hy vọng là cái người bạn thân đó lâu nay là bạn tốt của mình, là cái người mà có một cái giá trị nhân cách vững á, thì họ cũng hiểu là họ không nên phá vỡ một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp này. Thì tôi cho đó là một cách làm cũng khá là khéo léo và cũng khá là khôn ngoan, và thường là cũng rất hiệu quả khi mà mình ứng xử được như thế. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với lá thư của một khán giả nữ với một trường hợp cũng khá là điển hình. Còn bây giờ sẽ là một tình huống sẽ diễn ra bằng hình ảnh luôn. Xin mời chị Bích Hồng cũng như quý vị khán giả hãy cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Lần này mình về sớm hơn dự kiến 2 ngày. Chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Sao không có chiếc taxi nữa trơn vậy ta? Ủa? Chiếc xe này là của thằng Thông mà. Mà sao người ngồi sau lại là vợ mình? Giờ này nó chở vợ mình đi đâu vậy ta? Mà hai người lại... Ngồi đây đi em. Em mệt không? Không mệt đâu. Anh uống gì để em gọi? Cà phê đi em. Chị ơi. Dạ. Cho em ly cà phê với lại nước cam. Cảm ơn em nha. Em, anh nghe nói là 2 ngày nữa thằng Hoàng mới về phải không em? Hồi sáng anh gọi cho em, em nghe anh nói vậy á. Vậy ngày mai á, còn 1 ngày nữa, anh qua đón em nha. Anh này, đừng có ham hố. Lỡ ảnh về đột xuất thì làm sao? Không sao đâu em. Anh chơi thân với thằng Hoàng, anh biết tính nó. Nó là cái thằng ham việc, dễ gì mà chịu về sớm. Thôi đi. Dù sao á, ảnh biết chuyện này thì cũng không hay gì đâu. Mà biết chuyện hai tụi mình á, là to chuyện đó. Trời ơi, em đừng có lo. Nó chơi thân với anh, không bao giờ nó nghi ngờ anh đâu. Nha em. Uống nước đi em. Chà, một cái tình huống hơi bị căng thẳng nha. Nhưng mà màn hình đã dừng lại rồi. Và thực sự là sau đó thì ba cái người trong cuộc giải quyết ra sao thì vẫn cũng chưa đoán được. Cũng có thể có một cuộc hỗn chiến xảy ra. Mà cũng có thể là mạnh ai về nhà nấy không nói với nhau một lời nào. Thì theo chị Bích Hồng, chị có một cái dự đoán nào đó về phản ứng của người chồng không? Ở đây cũng là tùy theo tính cách đó.
Thí dụ cái người nào mà tính tình rất là nóng nảy á, thì có thể là anh ta phản ứng ngay tức thì, ngay tại trận luôn, và có thể tung tóe hết mọi thứ đó, và chắc chắn là hậu quả cũng khôn lường lắm ạ. Cũng có những người đàn ông khác á, thì họ bình tĩnh hơn, và có thể là họ sẽ về, họ cách ly cái cô vợ để anh tự phân tích, tự lý giải điều gì đã xảy ra trong gia đình của mình đó. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy cái điểm chung giống nhau, nó chỉ có là chậm hơn hay là nhanh hơn thôi. Đó là sự căm giận chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong tâm lý của người chồng khi mà phát hiện là vợ mình với cái anh bạn thân của mình như vậy. Tại vì thường là giống như thà là ai đó. Dạ. Yeah. Chứ là cái người bạn thân là cái người mà coi như là quá tin cậy rồi, tin tưởng đến cái mức mà có thể là chờ vợ tao đi chơi đi. Mà tự nhiên bây giờ như vậy thì phải nói là thì cái anh chồng này chịu không nổi đâu. Căm phẫn dữ lắm. Tôi cũng đã từng gặp một cái người đàn ông như vậy, rất là căm phẫn, rất là khổ tâm và rất là đau lòng. Nhưng mà cơ bản nữa là gì? Một mặt thì họ coi như là họ phủ định cái người bạn thân của mình và cắt đứt cái tình bạn, mà mặt khác thì họ khinh thường cái cô vợ. Thì đa phần là nếu như mà chuyện đó xảy ra ở người vợ đó, thì cái người chồng họ cảm thấy họ bị tổn thương một cách nặng nề. Thực ra là trong cái tình huống vừa rồi, nếu như mà anh chồng có nổi điên lên thì cũng không thể trách anh ấy được. Bởi vì cái tình huống nó đặt ra như thế, làm sao một cái người có thể hoàn toàn giữ được bình tĩnh và nghĩ rằng là mình sẽ phải hít thở thật sâu và mình phải làm như thế nào? Rất khó. Chúng ta hãy cùng xem tiếp tình huống vừa rồi đi, để xem là anh chồng này phản ứng ra sao.